Bao da điện thoại màn hình gập Vertu Iron Lip da cá logo Vertu tại Kỳ Lân Luxury là một tuyệt tác dành riêng cho những ai yêu thích phong cách sang trọng và tinh tế. Được chế tác từ da cá cao cấp, sản phẩm mang đến vẻ ngoài bóng bẩy, bền bỉ cùng độ mềm đặc trưng. Mỗi chi tiết trên bao da được chăm chút tỉ mỉ, từ các đường mai sắc nét đến lớp lót bên trong mịn màng, tạo nên sự thoải mái tối đa khi cầm nắm. Da cá được biết đến là một trong những chất liệu quý hiếm và bền bỉ bậc nhất, nổi bật với họa tiết phân da độc đáo và độ bền vượt thời gian. Da cá không chỉ mang đến vẻ ngoài đẳng cấp mà còn thể hiện sự khác biệt trong gu thẩm mỹ của người sở hữu. Đặc biệt, chất liệu da này càng sử dụng lâu, càng trở nên mềm mại và sáng bóng, tạo nên nét cá tính riêng biệt. Nổi bật trên bao da là logo Vertu, được chế tác tinh xảo, khẳng định giá trị thương hiệu Vertu, một biểu tượng của đẳng cấp và sự sang trọng trong thế giới công nghệ cao cấp. Logo không chỉ là điểm nhấn thu hút, mà còn là lời khẳng định về chất lượng vượt trội của sản phẩm, mang đến sự tin cậy tuyệt đối cho người sử dụng. Bao da ôm sát điện thoại giúp chống trầy xước, va đập và bụi bẩn hiệu quả. Đặc biệt, bao da không làm tăng thêm trọng lượng hay kích thước của điện thoại, giữ nguyên vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế của Vertu Iron Lip. Bao da Vertu Iron Lip còn ghi điểm nhờ thiết kế tinh xảo với các chi tiết khoét lỗ đặc biệt, cho phép người dùng dễ dàng nhìn thấy logo Vertu khi màn hình bật sáng. Đây không chỉ là một điểm nhấn thiết kế mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính tiện ích và thẩm mỹ, giúp chủ nhân của chiếc điện thoại Vertu luôn nổi bật và thể hiện đẳng cấp. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.